cũng cảm được cái điều đó. Và sau khi cô qua nhà cô Phương Dung để nói chuyện với cô thì cô cũng chia sẻ cái điều đó với Hà, nên cô nói là con ơi, thôi là con nên đổi cái chữ Thiên của mình thành một cái chữ lót khác nếu như con muốn để tên Hà. Thì Hà mới nói với cô là như vậy đi, thì cô có thể tư vấn cho con một cái tên nào để con thay đổi mà con vẫn giữ lại cái tên Hà của con. Thì cô mới nói là thôi thì cô sẽ đổi cho con thành là Thẩm Thúy Hà. Lúc đó là Hà cũng cũng như quý vị vậy đó, tên Thẩm Thúy Hà là giống cô Thẩm Thúy Hằng, giống cái tên chữ Thẩm Thúy. Thì lúc đó là Hà cũng rất là mến mộ cô, là một người rất là có tài, nên nếu mà đặt Thẩm Thúy Hà mà lai lai giống mà sau này Hà cũng giỏi được vậy thì Hà rất là mừng. Nên Hà về họ suy nghĩ, Hà hỏi ý kiến lại gia đình ba mẹ, thì gia đình của Hà cũng chấp nhận với cái tên đó. Nên từ đó là Hà quyết định lấy tên nghệ danh của mình là Thẩm Thúy Hà. Và câu hỏi thứ hai của anh thì đối với một ca sĩ mới, trong khi mà mình vẫn chưa có những cái bài hit để cho khán giả quen đến gương mặt của mình, và mình tổ chức một cái live show thì cũng có rất là nhiều mạng hỏi như thế nào nhỉ? Anh Đức ơi, cho anh mượn hỏi lên cái câu đó nha. Có nghĩa là thông thường là một ca sĩ trong nhạc bolero hoặc một ca sĩ trẻ, các bạn bắt đầu làm quen với các khán giả thì họ sẽ tập trung là ra những cái bài album hay là single đầu tiên để cho khán giả quen mặt. Bạn là một người hiếm có ai, một ca sĩ nào trẻ mà làm live show khi mà chưa ai biết đến bạn nhiều. Bạn nghĩ đó là một cái thử thách cho mình, chính mình, hay là bạn muốn điều gì sau trong qua cái live show này? Thì chính vì em xin trả lời câu hỏi của anh là chính vì rất là nhiều những ca sĩ trẻ họ rất là ít tổ chức cái live show của mình. Riêng Hà thì Hà muốn có một cái sự khác biệt, và Hà muốn đó chính là một cái sự thử thách lớn đối với bản thân của Hà. Thì Hà suy nghĩ rằng là nếu mà cái điều gì mà mình suy nghĩ được mà mình không dám làm thì mãi mãi nó sẽ nằm yên đó và không bao giờ thực hiện được. Nên những gì Hà nghĩ, Hà muốn là Hà sẽ bắt tay vào làm, đến khi nào được thì mới thôi. Hà suy nghĩ như vậy. Mình có câu hỏi, một câu hỏi thôi, thì bạn có tự tin vào cái lượng khán giả sẽ đến theo dõi bạn hay không? Hà xin được trả lời câu hỏi của anh. Thật sự mà nói thì bên cạnh Hà cũng có rất là nhiều những bạn bè cũng luôn đồng hành và ủng hộ cho Hà. Thì trong thời gian qua thì Hà đã, mọi người cũng đã ủng hộ cho Hà một số vé rồi. Thì về vấn đề tự tin thì cũng không quá là tự tin mà cũng không quá là yêu quan. Dạ. Thì Hà nghĩ rằng là sẽ ổn thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn. Cái điều tự tin trước mắt là các cô chú anh chị đã giúp Hà để làm ra cái live show này để hát cùng với Hà, và đặc biệt là bên cạnh Hà lại có những cái người anh rất là giỏi đang hiện diện trên sân khấu, đó chính là anh Dũng cũng như là anh Phước, cùng đồng hành với Hà đã tạo cho Hà thêm một cái động lực, một cái gọi là một cái sức mạnh nữa đó. Bên cạnh đó là công ty Sài Gòn Tonight, Hà luôn ủng hộ cho Hà và giúp đỡ Hà, cũng như là nhà tài trợ chính cho cái live show của Hà. Vì thế đó là Hà cũng cảm thấy rất là tự tin. Dạ. Vâng, đấy là những gì mà Hà chia sẻ. Cái lực tôi nghĩ là cũng rất là hay khi Hà nói rằng là đúng là có những việc là mình phải làm, đến lúc nó phải làm thì mình phải làm, chứ mình cứ chần chừ thì không biết đến khi nào. Và thực ra tôi cũng, tại vì trước đây tôi cũng có là tham gia với một số các bạn ca sĩ trẻ ở dòng bolero, làm một số những cái mini show, những cái live show ở những quy mô khác nhau, từ nhà hát không gian nhỏ cho đến ở các phòng trà. Thì có thể là nhiều khi mình cứ nghĩ là các bạn ấy mới, khán giả không có, chứ hóa ra là fan ruột cũng rất nhiều. Họ là những người mà âm thầm theo dõi các bạn ấy từ trong cuộc thi rồi bước ra bên ngoài và trở thành fan luôn. Và vì các bạn ấy chưa có nhiều show diễn như các ngôi sao, cho nên là thường là các bạn ấy diễn ở đâu ấy là những fan ấy sẽ đi theo. Và ở phòng trà thì các bạn biết rồi, nó không gian nó cũng nhỏ thôi, thế nhưng mà nó cũng đủ chứa được những cái fan ruột của các bạn ấy. Thì có thể từ đấy mà các bạn ấy biết được là mình có một cái lượng khán giả trung thành như thế nào. Thì cũng không biết là đến giờ thì vé nó bán được bao nhiêu, thì để tí nữa đây Hà và bên phòng trà Sài Gòn Tonight chia sẻ thêm. Nhưng xin mời các chị nhà báo có thêm những câu hỏi nào cho Thúy Hà không ạ? Để
nói về Đồng Tháp thì tất